Alo, và như vậy là trận thi đấu đầu tiên của bảng Y, trận thi đấu giữa hai game thủ Chip Boy tới từ Game TV và game thủ tự do Lê Mạnh Cường đã được bắt đầu. Đây là màn hình máy của game thủ Chip Boy, vâng, lấy màu 5. Tôi hay, về cơ bản thì ngày xưa trẻ không mù màu, nhưng bây giờ màu nó hơi mù. Màu 5, màu 2 nó khó nhận biết lắm. Nhất là đánh 4-4, các ông màu 2, màu 5 mà lại là cầm chủ lực. Vâng, ốp nhau, quân ở trái biết quân ông nào và ông nào cả. Và solo mà hai ông lấy một ông lấy màu 2 mà ông lấy màu 5 thì tôi cực kỳ ghét. Từ xa thì bây giờ chúng ta đến với trận thi đấu đầu tiên này rồi. Vâng, tốc độ sẽ là 2.0 theo quy luật của giải đấu. Thế nhưng mà hình như là game thủ Lê Mạnh Cường đã xin phép thần tượng của mình là trận đầu cóng quá đánh 1.5 thôi. Vâng. Bạn ấy bảo là ông là thần tượng của tôi về cóng quá, gặp ông là cóng rồi, trận đầu thôi đánh 1.5 thôi. Thôi thì về cơ bản thì tôi cũng tạm tạm vậy. Trận đầu không sao. May đây là buổi sáng nên anh em vừa mới ngủ dậy, có lẽ cũng chả buồn ngủ lắm đâu. Một voi. Quả đầu của game thủ Chip Boy dường như là quả 7. Nhìn sơ sơ thấy như 1 2 3 4 5 6 cây. Quả đầu 6. Một voi, cánh rừng già, cánh rừng dừa, cánh rừng thông đủ loại. Vâng, đủ 3 loại rừng. Vâng, ngày hôm nay hơi đáng tiếc là quên lại không ra vâng đăng ký tham dự giải solo xe. Đây là giải AOE Pro Master năm 2017 và là thể thức xe thuần tiễn. Vâng, xe thuần tiễn. Và cái thể loại này thì sẽ cũng giống như giam đường thôi. Cũng và cũng sẽ giống như map biển vào tuần sau, cũng giống như AC vào tuần sau nữa. Là kết quả của giải đấu này sẽ được lựa chọn là vâng, kết quả của giải đấu này sẽ giúp cho ban tổ chức giải lựa chọn các game thủ xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết của giải đấu AOE Việt Trung năm 2017 diễn ra vào tháng 6 tới. Vì vậy mà các game thủ ngoài tiền thưởng cũng như là danh hiệu tại giải đấu AOE Pro Master năm 2017 thì sẽ còn có cơ hội. Vâng, cái vế sau mới là quan trọng. Đó chính là việc được lọt vào AOE Việt Trung năm 2017. Vâng, như vậy là có thêm một cái rừng thông nữa trong góc 3 giờ. Về thế nhà thì đây là thế nhà đẹp. Tương đối đẹp. Tương đối đẹp dành cho các game, vâng, dành cho game thủ Hello Chip Boy. Nhưng mà đồ ăn thì tôi thấy là chưa thấy. Chưa, chính xác là chưa có nhiều. Có một voi về thôi. Chưa có thêm cái gì cả. Vâng, chưa thêm gì. Các bạn nên nhớ rằng cũng giống như thể thức giam đầm thì ở thể thức xe này sẽ có 5 game thủ đặt cách vào vòng trong. Ngày mai chúng ta thi đấu và chọn ra, vâng, có 11 bảng, chọn ra 22 game thủ lọt vào vòng loại trực tiếp. Và sau đó đánh thêm một vòng loại trực tiếp nữa để chọn ra 11 game thủ lọt vào vòng chung kết thi đấu vào ngày mai. Ngày mai thì sẽ có đủ hết. Cả Hoàng Mai Nhi, cả Chim Sẻ, cả BB, cả Hồng Anh. Vâng, đủ hết, đủ hết. Và cả Yugi nữa, Yugi như là được đặt cách, vâng, Yugi của Class Cat đặt cách là ở thể loại này. Vâng, có thêm 7 hiệu rồi dành cho game thủ Hello Chip Boy. 7 hiệu đầu, khá dốc rách. Vâng, thực ra 1.5 mới cả sen thì các bạn theo dõi nhiều rồi. Ở thời điểm đầu thì chả có cái gì để mà chúng ta cần phải nói cả. Bài nghèo quá phải chịu thôi, như bài này Chip Boy thì phải nói này. Bài nó hơi nghèo. Còn về sen thì chúng ta hấp dẫn hơn ở những cái phút bắt đầu có bánh xe, sóc được mấy A, bao nhiêu dân. Nó hấp dẫn tí. Vâng, 7 hiệu 1, 2, 3, 4, 5 con, 6 con. 6 con, 6 con. Hiệu 6, quả 6 và 1 vâng, và 1 con voi thì chưa đủ đồ lên đời được. Vẫn thêm một cái gì đó. Thêm một cái gì đó để có thể lên đời. Vâng, trong AOE Pro Master năm 2017 chỉ có 4 thể thức thi đấu đó là thể thức giam đùm, thể thức vâng, giam đùm map đất liền, giam đùm map biển, solo sang thuần tiễn và solo AC thuần tiễn. Chỉ gần đó thôi. Tháng 4 thì chúng ta sẽ đến với nhiều giải đấu hơn, đó là giải đấu bé yêu sẽ được công bố sớm thôi. Vâng, pha đập lô và trúng lô dành cho game thủ Hello Chip Boy. Thêm máy quả phụ dành cho Chip Boy. Và các bạn luôn nhớ rằng là tất cả các trận thi đấu đều sẽ là chỉ là chạm 3 thôi. Tất cả các trận thi đấu đều chỉ là chạm 3 thôi. Đây là máy quả 6 dành cho
Vâng, bán quả 6 dành cho game thủ Hello Chú Bòi, bán quả phụ 26 dân. Và nói chung là về thế thì đẹp, đồ thì hơi tù. Hai xịt anh ơi. Cái điều thuốc là 20 cò. Vâng, ngày hôm nay thì bài trước tương đối cứng, sẽ có rất nhiều game thủ bị loại, kể cả top 1. Trưởng ban tổ chức giải anh Quý Vũ đã vừa ra một cái lệnh rồi, 9 giờ không đến là bị loại. Và không có sự nhân nhượng với bất kỳ một game thủ nào, kể cả là top 1. Vâng, hôm nay thì ông có là top giỏi. Hôm nay bầu Quý Vũ cưng lắm. Vâng, chết được ông Zidane vừa ôm bò mình. Vâng, thực ra thì anh em trong GTV thì mình cũng nói thẳng luôn, tình cảm anh em nó cũng khăng khít lắm, thân thằng nào thằng ấy lo thôi. Cảm nghe nó khăng khít từ ngày xưa đến giờ rồi, thân thằng nào thằng ấy lo. Vâng, chỉ có chờ gì phải chôn nhau thôi, chôn được thằng nào là phải chôn mạnh. Thế nên anh em phải, vâng, khán giả cũng phải thông cảm cho các anh em chúng tôi là thì là chả mấy khi được chôn cả, thằng nào mà có phốt cái chết ngay, biết ngay. Vâng, một người chôn không hết đâu, phải 4-5 người chôn cùng lúc. Vâng, thế nó mới hot được. Trận bên kia đã thấy có cung giờ rồi nhỉ? À, trận bên này đánh 1.5. Chết thôi. Em ấy bảo anh quản lý ở cái CGC bảo mấy em đi thì đừng có lượn cái chỗ bình luận đấy nữa, mất tập trung thế nhỉ? Vâng, xin lỗi các bạn chút. Có mấy cái cô phục vụ xinh xinh thì cứ lượn lờ cứ đi qua cái chỗ bình luận viên. Góc đang ngồi ở cái góc kín rồi. Vâng, quay trở lại với màn hình máy của game thủ Hello Chú Bòi. Điểm số lên Mạnh Cường đang là cao hơn. Chú Bòi đóng một A đầu tiên dưới dốc để đảm bảo điều, vâng, kích đời không bị chậm. Còn bây giờ sẽ là những chiếc A trên dốc tới từ game thủ Hello Chú Bòi. Mình dự đoán luôn nhá, đánh ở những game thủ mà không phải top như này, Chú Bòi đánh 4A xong ngồi sóc dân. Mình đoán thế. Và có lẽ cũng sẽ chỉ là 4A dành cho game thủ Hello Chú Bòi thôi. Vâng, từ trận thiếu sau thì sẽ có bàn để cho tất cả mọi người dự đoán. Kỹ thuật viên Bường Đan vừa hoàn thành xong nhiệm vụ, đó chính là mở bàn. Đã bảo là đừng có lượn qua đây rồi, cậy sinh thì lượn. Anh chưa người yêu đâu, thế nhưng mà đừng có làm thế. Vâng, quay trở lại với màn hình máy của game thủ Hello Chú Bòi. Lên đời là bằng khít nhau, nhưng có lẽ là chỉ số giò của game thủ Lê Mạnh Cường là nhiều hơn. Cuộc đấu đầu ở bảng Y, Chú Bòi của game TV thi đấu với Lê Mạnh Cường, game thủ tự do. Đây là trận thi đấu đầu tiên. Các bạn nên nhớ rằng tất cả trận thi đấu chỉ chạm 3. Đã bảo là đừng có lượn qua đây rồi. Vâng, hơi bực mình rồi đấy. Hơi bực mình rồi. May là chưa oánh nhau ấy. Nó mới đến lúc oánh nhau rồi thì liệu chừng. Vâng, ngày hôm nay thì tôi nghe nói rằng là game thủ top 1 đầu tiên bị loại, nếu tôi không nhầm thì là game thủ He. Vâng, rồi đến muộn 5 phút. Đáng lòng 4 phút. Hình như là he he. Vâng, he he. Vâng, quay trở lại màn hình máy của Chú Bòi. Vâng, đang vẫn đang là cái vâng he he là game thủ top 1 đầu tiên bị loại khỏi giải đấu. Đáng lòng vì cái tội là tới muộn 5 phút, chính xác là 4 phút. Đắng. Tần kẹo đắng thịt kho tàu tới từ game thủ E. Còn bây giờ là pha quyết định leo ạ. À, vâng, ốp ba của game thủ Lê Mạnh Cường. Và quyết định này là quyết định sai lầm. Vâng, quyết định sai lầm. Mất một vài cung giờ. Điểm số Lê Mạnh Cường vẫn đang cao hơn so với Chú Bòi, nhưng Chú Bòi bắt đầu chuyển từ thế thủ sang thế công. Vâng, 4A thôi, nhẹ nhàng và tình cảm thôi. Vâng, tôi đã bảo rồi, ngày hôm nay là cái ngày mà đừng ai động vào ông bầu Quý Vũ, trưởng ban tổ chức giải đấu. Loại là loại thế thôi. Ốp A dành cho Chú Bòi. Tách một vài cung gờ vào, còn những cung gờ ngoài vẫn đang đấu A. Vâng, thôi té thôi, chuột rút. Chuột rút tơn ngoài, còn tơn trong thì đang ăn dân ở khu vực ruộng.
Có vẻ Lê Mạnh Cường nói đúng, anh gặp thần tượng của anh đang bị hơi cóng một chút xíu. Lê Mạnh Cường cũng đang có ý định là trèo A của game thủ Chiboy, nhưng Chiboy là có A trên dốc. Vâng, bây giờ thì đuổi theo thôi chứ còn gì nữa. Chiếc BA thứ 5 dành cho game thủ Hello Chiboy, và Chiboy cũng đã kích thật qua cách đây một ít phút rồi. Nhà Lê Mạnh Cường đang bị rối loạn tiêu hóa một chút xíu khi mà là cái tên cung R tới từ, vâng, tới từ các game thủ, tới từ game thủ Hello Chiboy đẩy vào. Pha Kene, vâng, ở ngoài là đã có những chiếc nhà BE rồi. Chiboy vẫn đang có lợi thế nhiều hơn khi mà nhà của Lê Mạnh Cường đang là tương đối loạn. Thi đấu với thần tượng của mình thì cóng là đúng rồi, cái này thì tôi hiểu. Vâng, nhiều khi là vâng, nhưng mà mong rằng các bạn là ở cái giải đấu sau đây một tuần khi mà tôi tham dự vào giải mát biển, vâng, các bạn đừng có cóng khi mà gặp mình nhá. Gặp mình phải tự tin lên mà đánh. Vâng, mình quên không đăng ký cái giải sang ấy, còn giải mát biển mình sẽ tham dự. Vâng, gặp mình thì đừng có bị cóng làm gì. Vâng, gặp mình viên còn cóng thì các bạn không thi đấu nổi đâu. Vâng, hy vọng là hôm nay ban tổ chức sẽ sắp xếp làm sao chỗ ngồi của tôi đối diện với cả chỗ ngồi của cái đối thủ của tôi trong thể loại mát biển. Tôi chém gió ngất người luôn. Vâng, tham lai 65/92. Bây giờ thì bắt nốt hai cung R trong nhà và lợi thế hoàn toàn thuộc về game thủ. Vâng, lợi thế hoàn toàn thuộc về game thủ Hello Chiboy. Tham đè lắm rồi, 6-4 rồi. Đúng là thi đấu với thần tượng của mình, cóng. Vâng, cóng. Có một tên tờ cóng. Không có đồng hồ. Đó, như vậy là các bạn thông cảm, máy này không chạy được đồng hồ nên là không có đồng hồ. Còn đây là timeline 78/104 tới từ game thủ Hello Chiboy, đang bị đục e bởi game thủ Lê Mạnh Cường. Đang bị đục e, nhưng Chiboy chơi cả đằng trước chơi cả đằng sau luôn. Lao vào thì chỉ có chết thôi, chạy đi cũng chết mà lao vào thì cũng chết. Bắt hai cung R này, còn chơi nốt từ cung R ở phía ngoài. Ý đồ chiến thuật móc máy là tương đối tốt dành cho Lê Mạnh Cường. Thế nhưng Chiboy là người bắt quân. Pha giải e tới từ Chiboy. Ôi trời, giải e thế này thì cũng giống mình mà. Vâng, cũng giống mình mà. Vâng, giải rất nhiều e và Lê Mạnh Cường có 1-0 dành cho Chiboy. Có vẻ như ở vòng bảng này thì Chiboy sẽ dễ dàng vượt qua thôi. Tôi đang cập nhật xem là ở vòng bảng thì có gồm có những ai. Từ anh ơi, 20 cò một lần chụp đấy. Chết tôi.